Viên tinh bột nghệ mật ong, món quà từ thiên nhiên chiết xuất từ tinh bột nghệ nguyên chất và mật ong rừng, không có chất bảo quản, giúp cơ thể khỏe mạnh mịn màng, trắng hồng làn da, ngăn ngừa nếp nhăn, trẻ hóa da, chống lão hóa, giảm thâm nám, tàn nhăn, ngăn ngừa và trị mụn, chống viêm nhiễm, nhanh lành vết thương, giảm nguy cơ gây ung thư, chống hậu sản cho phụ nữ sau sinh, kiểm soát cân nặng hiệu quả, thải độc tố trong cơ thể, điều hòa đường huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh dẻo dai. Sản phẩm đang được rất nhiều các chị em tin dùng. Sản phẩm hiện có hai loại: viên tinh bột nghệ mật ong và tinh bột nghệ. Hãy gọi ngay số hotline 0923899983, 0168652526 hoặc kích vào link Shopee để đặt hàng và nhận ưu đãi giao hàng miễn phí tận nơi.